Hello, chào mựng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Rồi, và đợi tí mình vào game nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lấy cái quẻ trứng VIP Mythic. Để đến lúc chúng ta nên lấy cái quẻ trứng VIP Mythic cho không thôi là không kịp. Rồi, ok, đã vào game. Rồi, hiện tại thì nó đang bán cái gói Legendary Offer là con Frame Dragon. Và con này thì mấy bữa trước có cái quảng cáo á, bạn nào hơn thì có thể lấy được con này luôn á. Thì cái nick kia của mình thì mình có xem quảng cáo lấy được con này nè các bạn. Đấy, Frame Dragon. Hiện tại đang bán một cái gói khén ngon. Đó là đang bán cái gói offer của một 800 game, 120 off của con hai con Heroic này, hai Breast Dragon. Và con này á, nếu bạn nào có tầm 14.000 game thì có thể dùng để mua để up nó lên 5 sao nha. Là gói offer khá ngon các bạn ạ, nhưng mà đã có được 5 sao thì cũng trả ra một cái giá khá là lớn. Rồi Mega Bash. Rồi Dock and Dash. Đang bán Magical Offer và tiếp tục cuộc đua. Tiếp tục like con Heroic là con hai Celestial Dragon. Rồi. Và hiện tại thì đây các bạn, hiện tại thì mình đang có 74 mover. Mà thêm ở đây nữa là 89 mover, và đối với 89 mover này thì mình hy vọng sẽ đủ 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 sức lực để lấy được cái mythical chest này. Rồi. Để lấy được cái mythical chest này, bây giờ mình sẽ ăn những cái lá và những cái bông. Mà cái điều quan trọng ở trong cái này là chúng ta phải tạo được những cái năm để ăn nó nhanh hơn. Ví dụ như chỗ này nè, nếu mà mình làm xuất hiện thêm một cái lá chỗ này nữa thì mình sẽ có một cái lá năm. Và để làm xuất hiện thêm lá chỗ này thì mình phải ăn hết mấy cái lá bên này đi các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ ăn cái lá đây nha và ăn cái bông kia luôn. Đây, bốn bông ăn luôn. Bốn bông này thì khá khó để tạo lên cái năm các bạn ạ. Rồi, ăn cái này đi. Bây giờ làm sao để cái lá để xuất hiện được bên kia rồi các bạn. Rồi. Đấy, cho cái lá phía trên rồi kìa. À, giờ cho cái lá này nó rớt xuống là ok cho cái lá này rớt xuống. À, vấn đề rớt cái này khá là xa các bạn ạ. Bốn lá phía trên luôn kìa. À, cho cái này thử xem đây. Rồi sắp xuống rồi các bạn, còn hai lần nữa, hai lần nữa. Đây. Rồi, một lần nữa. Một lần nữa hơi khó rồi nha. Rớt xuống một lần nữa hơi khó các bạn ơi. Ở phía dưới mình thấy hết nước mất rồi. Đây đây đây. À, rớt xuống là nó ăn cái này mất. Rồi, mất công. Mất công đi tông luôn rồi các bạn. Đi tông cái lá năm rồi. Chúng ta đã kế hoạch không thành công. À, ở đây có cái bốn này, bốn bốn này. Hoặc kế hoạch lá năm không thành công các bạn ạ. Rồi không thành công thì mình bày kèo khác, thôi cái này mình bày kèo khác, tìm cơ hội khác các bạn ạ. À, cái chuối. À, cái chuối. Đây rồi, này cái chuối đã rớt xuống nè. Đấy, chúng ta có được cái bông năm. Ok. Rồi cái bông năm này thì sẽ dùng để ăn cái lé luôn, hợp lý luôn. Rồi qua mang luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục. Cái này này là bông sáu nè. Cái này đang là bông 6. Mình chắc là mình lấy bông 6 luôn nha. Ok, lấy cái bông 6 đây. Bông 6, đây là 3. Rồi, cái kè đây. À, chơi skill. Rồi. Đây cái 6. Ok, cái 6. À, phía dưới hết nước rồi sao á?
Đây cái kè đây. Mặt này hơi chặt các bạn nha. Mặt này nhìn thấy hơi chặt. Cái này hạ xuống đi. Bây giờ nổ một trong hai cái này, nó nổ thì nó sẽ mất mấy cái kia luôn. Rồi bắt đầu mình thấy ít lá và bông rồi các bạn. Có vẻ như lá và bông để đến lúc bão hòa rồi sao. Đây bông đây. Cái bốn kè. Cái bốn kè đây, ăn cái chuối đây đi. Mặt này chặt quá. Mằng này chặt quá và có vẻ như là số nước mà mình thấy không có nhiều cho lắm các bạn ạ. Đây là cái sáu kè nè. Ok. Đây cái bốn. Cái bốn ăn phía bên này đây. Ăn phía bên này để kết hợp với cái kè các bạn. Rồi, hai cái skill kết hợp. Ok, qua mà. Còn 33 nước mà đợi đợi khá lâu đây. Không biết có kịp hay không. Đây đi. Màn đây có vẻ như mình thấy hơi nhiều các bạn. Lá và bông thấy thấy cá này. Màn này thấy ít quá. Này. Rồi rồi hết nước là thấy rồi. Nước bông này đây. Đây chuối nè. Đây chơi skill đây. Rồi cái bốn bông. Bốn bông. Rồi ba bông. Ồ bông có vẻ chênh lệch khá nhiều nha. Phải tập trung ăn bông thôi các bạn. Rồi lé đây. Rồi hai cái skill kết hợp này. Ok mình nhận được 2.000 magicon ngon. Rồi tiếp theo skill kết hợp này. Rồi đây skill ngang luôn đi. Skill ngang. Rồi ở đây cái kè đây. Rồi cái sáu chuối nè. Sáu chuối. Rồi cái ba lá. Ok ba lá xong rồi. Ba lá phía trên. Hết nước hết nước. Đây 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 các cái hướng dẫn các bạn. Mình khi mà chúng ta không nhìn thấy đường đi nữa là sẽ có hướng dẫn. Mấy cái chỗ này có thể tạo được cái năm không ta? Ok, qua mà. Rồi, hiện tại mình chỉ còn có 3 nước thôi các bạn ơi, có vẻ như là không không kịp quá. Chúng ta có vẻ như là không kịp lấy cái mythical chest rồi, chắc là phải ra làm thêm nhiệm vụ các bạn. Rồi ok hết nước. Ở đây thì chúng ta có thể làm thêm nhiệm vụ, làm thêm các nhiệm vụ như này. Mình sẽ skip game để làm nhiệm vụ. Nhưng mà ở trong cái sự kiện này này, nó có một cái là khá hay, mình vừa mới lấy được 2.000 con và với cái số con đó thì mình có thể đi con này để lấy thêm mover các bạn, quá là hợp lý luôn. Được 7 mover. Rồi chúng ta sẽ đi con này nha. Vừa vừa có con thì vừa lấy lại được mover. Ồ, 25 con, 25 mover, ngon ngon ngon. Rồi, cái này 15 mover nè. Ừ,
Rồi, cái này 15 mover nữa, khá ngon. 17 mover, wow, khá là nhiều mover các bạn ạ. Rồi, 15 mover. Rồi, cái tiếp theo là 30 mover. Đã, 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 đã. Rồi, cái này 25 mover, đúng là càng về sau càng nhiều các bạn ạ. Rồi, cái này chứa 25 và thì nhiều nhất trong này là 30 mover các bạn ạ. Và tới cái nước này là tới 400 con rồi, mình không đủ để đi lấy cái live chat này để sau. Rồi, chúng ta sẽ vào tiếp tục sự kiện. Đây, mới đây có 181 cái mover rồi, chơi chơi đã luôn. Rồi, đi sự kiện khá ngon nha. À, đây hai cái skill kết hợp. Nó tung kêu liên tục luôn các bạn. Rồi bây giờ bông và lá chênh lệch rồi. Lá thì sắp hoàn thành rồi mà bông còn tới 32 cái lận. Rồi làm sao để bông xuất hiện nhiều đây? À, đây. À, anh làm sao để tập trung ăn bông các bạn ạ? Ăn bông càng nhiều càng tốt. Đây, ba bông nữa này. Ngồi vẫn còn trên lệch. À, anh ở phía dưới có nước nào đâu ta? Anh ở phía trên à. Đây, ba bông tiếp theo. Rồi. Đây. Rồi, ba bông tiếp theo các bạn ạ. Mình trước cái ăn ba bông, ăn cái 4 hả? Ăn cái 6 hả? Nhầm nhầm, ăn cái 6 trước. Đây cái 4. Rồi, hai cái này kết hợp sẽ ăn được 1 2 3 4 5, 5 cái bông. Đấy, bông xuống rồi kìa, bông xuống, bông xuống. Đây, ba bông bên này. Rồi, ba bông bên này. Rồi, ba bông này nữa. Ok. Rồi, mình đã được cái Mythical Chest các bạn ạ. Rồi, để xem thử là trong này chứa gì đây. New Dawn. Ồ, con này có vẻ như mình chưa có các bạn ạ. Con này là con trong sự kiện Mythical khá lâu rồi. New Dawn Store. À, New Dawn. Đây, và con này là con mới của mình các bạn. Con này là một loại Mythical mới của mình. Cho trong cái các loại rồng này, các loại rồng Mythical thì có một vài quả trứng mình chưa ấp ở phía sau đây khá là lâu. Ủa, mình có trứng Yggdrasil luôn à? À, kéo qua nha. À, đây là mấy con Legend. Mấy Legend cách 10 rồi các bạn. Đây mình có con Glinter 20 quả này mà chưa chưa recon được. Rồi kéo tiếp. Swift Tooth 2 sao mình cũng chưa up luôn. Đây đây đây. Một con mythic này các bạn là Candy Hush Dragon này. Mình chưa up. Đây con New Dawn là sau con Candy Hush à, sau con Candy Hush. Rồi tiếp theo là con Blazeforge này, mình chưa up này. Con Solos chưa up luôn nè. Rồi hết rồi. Cá được ba ba con mythical các bạn, ba con. Ok. Rồi bây giờ mình còn đang có 156 mover. Bây giờ nếu mình sẽ tiếp tục vẫn là cái chuyên mục cố gắng lấy thật là nhiều lá lá và bông. Wow, 6 bông. Ê, cái năm kia trên trên cái năm bông vừa mới có cái năm năm tím nữa các bạn ạ, nhưng mà nó qua màng mắt khá uổng quá, uổng quá. Rồi bông này. Ồ, màng này bông nhiều ta, mới giờ mình ăn toàn bông không à, chưa có lá. À, giờ lá nó bắt đầu ít rồi các bạn, nó xuất hiện bông thật là nhiều. À, chênh lệch rồi. À, đây cái sáu chuối này. Ok, cái sáu chuối. Rồi.
À, mở được live chest. Trong này chứa gì đây? Rồi, vẫn là trái cây các bạn ạ. Bữa giờ mình mở toàn trái cây không à. Sao mà nhỏ thế nhỉ? Cứ... ơi, cái 6 nữa. Ngon, ngon, ngon. Cái 6 nữa. Nhầm, cái 5 nhá. Cái 5 nữa. Giờ làm xong sao để cái 5 ăn được cái lá các bạn ạ. Đó là điều đang cần thiết hiện tại. Đây, chắc đang nổ đi. Rồi. Đây, cho cái lé rồi. Đây, ăn cái lé thôi. Lập tức ăn cái lé để bù lại. Rồi, cái chuối. Ok, 6 kè. 6 kè với 6 6 bông. 6 chuối bên này. Rồi, hai cái này kết hợp nổ. Ok. Nổ rồi đúng không? Ở đây anh cái nào đây ta? Anh cái năm này chắc là phải bị mắc kẹt rồi các bạn. Đợi qua màn thôi chứ giờ không cứu nữa được. Có cái sáu chú về phía trên thấy dễ nổ quá. Rồi ba lé bên đây. Rồi cái bốn kè. Cái năm nữa, ngon. Đây, cái năm anh lé tiếp. Ấy, cái chuối nó nổ rồi kìa, giờ sợ đi. Sợ là sợ mất cái năm rồi các bạn. À, bên này ư, bên này cái này. Rồi, không được rồi. Sao mấy cái kè nhiều dữ ta? Đây, 6 kè nè, 6 kè. Nhưng mà mình lại đang âm mưu là. Rồi, thôi xong. Không để nó bay luôn cái 6, cái năm rồi. Uổng ghê các bạn. Cái năm kia nó bay màu rồi. Qua màn luôn. Trời ơi, để dành mơ giờ rốt cuộc là phải để nó đi rồi. Màn đây khá là nhiều lá nha. Rồi, lầm lẹ. Đấy, mở lá luôn các bạn. Đây lá trong này nữa. Vậy là bắt đầu bắn rồi. Bông, bông phía dưới. Cái này đi. Cái này đi. Rồi, cái sáu chuối nè. Nổ bầm luôn. Hai cái skill kết hợp. Đây, cái năm chuối. Cái năm chuối. Cái năm chuối nè, anh cái lé đây. Anh cái lé xong rồi. Ấy, chỗ đây gần có cái năm kè nè các bạn. Wow, còn xíu nữa. Xuống nó xuống còn xíu nữa là ăn được cái năm kè rồi. Khá tiếc nha. Giờ chúng ta sẽ kiếm những cái kè ở phía trên nữa. Cái kè này vẫn còn nè. Đây, kè đây. Đây, cái năm lá đây rồi các bạn. Hên quá. Rồi, cái năm lá. Ok. Cái năm lá giờ bị mắc kẹt rồi. Đây, cái năm lá ăn cái lá luôn. Hình như trên rồi, phải ăn cái bông. Ăn cái bông các bạn ạ, để cho anh ăn cái bông nó mới hợp lý hơn nhiều. Rồi, cái này phá đi. Rồi, hai cái skill kết hợp. Cái này chưa ăn được cái bông các bạn ạ. Tại vì cái bông nó không ở gần nó. Đây. Mấy cái bông này thấy gần gần rồi mà chưa xác lại được. Cái này ư. Rồi mất cái kia rồi. Ăn cái xấu đây. Qua màn rồi các bạn. Qua màn mất rồi. Rồi tiếp tục. Đây đây đây. Có cái bông rồi. Đây kết hợp nào. Rồi cái 5. Cái 4 kè.
24 kẹ. Cái 4 này. Rồi. Bây giờ xuất hiện rất là nhiều lá các bạn ơi, xuất hiện rất là nhiều lá. Và cái cam này cũng khá nhiều nhỉ. Rồi cái kè. Đây kè 5. Ui trời. Tiếc ghê, xém được cái kè 5 rồi, rớt mắt. Cay cay. Bây giờ cái trường hợp này là như thế nào nhờ? Nó đứng một hàng như thế này như trôi á các bạn ơi. Đứng một hàng như trôi á. Khó chịu nhờ. Giờ anh phía dưới để thử xem. À, anh phía dưới rồi, cái này đây. Rồi bay hết luôn, phá phá hết luôn rồi. À, đây. Rồi cái 6 và cái 4 kết hợp. Đây. Ok, nhận được 1.000 Magicon nữa, khá ngon. Rồi. À, tiếp theo là live chat các bạn ơi, live chat 80 nước, 80 nước chắc là live được cái live chat á. Rồi cùng nhau live nào. Sao chỗ đây mấy cái chuối nhiều ta? Mình đang cần cái bông hay cái lá rớt xuống chỗ đây nè. Rồi, xíu nữa. À, sao đây? Đây, rớt cái này xuống. Ok, anh được cái lá rồi. Rồi anh cái lé luôn. Rồi anh cái lé xong. Giờ chúng ta tìm bông anh ơi. Đây là 4 bông nè. Đây, 3 bông skill ngang. Anh 3 bông đây luôn ơi. 3 bông phía trên này anh luôn. Rồi, chỗ này. Chỗ này chịu thua. Đây hai cái skill kết hợp. Rồi ba bông cái này rớt xuống. Đây cái năm lé đây rồi. Ây cây thế nhờ, cái năm lé mới chỗ đây. Đúng là không thể nói trước được điều gì các bạn, không thể lường trước được. Rồi, mình đang kiếm thử xem. À quá màng mất rồi. Đang âm mưu chỗ đó kiếm ai mở vô có cái năm rồi là này cả cái năm rồi các bạn, ngon ngon. Ok lấy cái năm liền, cái năm giờ kết hợp với cái lá đây. Rồi bốn bông, rồi bốn bông ăn luôn. Rồi bốn bông là cái năm chuối nè các bạn, mình đã thấy rồi. Rồi lần này thì không hụt nữa đâu nha. À, dính cái năm chuối rồi, lần này không hụt nữa đâu. À, cái 4. Rồi 4 6 kết hợp. Rồi ăn cái bông đây, cái 5 ăn cái bông đây. Ok. Rồi, cái này tạo nên cái chuối ơi. Cái chuối rớt xuống nào. Rồi sắp sắp xuống rồi. À, cái chuối rớt xuống lần nữa. Rồi bây giờ làm sao để nó rớt lần nữa? Chắc là bỏ từ bỏ các bạn. Cho cái này đây. Rồi skill ngang. À, mình sẽ chơi skill dọc nha các bạn. 4 và 6 kết hợp skill dọc. Rồi ok mở được live chest. Rồi vẫn được trái cây. Cứ trái cây mở ra thôi. Ở đây chúng ta sẽ chơi skill kết hợp tiếp. Đây là cái 4 kè nữa nè. Rồi 6, 6 tím. Rồi skill kết hợp luôn hay sao ta? Hay để dành đi, để dành chơi cái 6 kết hợp đi các bạn. Rồi cái 6 nổ luôn rồi, coi như khỏi kết hợp, chơi skill luôn. Rồi, hai cái 6 xuất hiện thêm hai cái 6. Rồi 4 bông. 4 bông. Đây. Ba ba bông. 4 chuối. Ok, 4 chuối đây.
xuống lần. Rồi, làm sao để nó rớt lần nữa, nó kết hợp được các bạn. Đây là cái bốn bốn đây. Hai cái này là đứng kế bên nhưng mà nó không đứng chung được rồi. Rồi qua màn luôn. Rồi, đây cái 6 nè. Cái 6 không, 4 và 6 kết hợp. Mình nghĩ là 4 và 6 kết hợp. Cái này kết hợp nó sẽ tốt hơn anh cái này các bạn. Đây chúng ta sẽ kết hợp đây. Đấy, anh nhiều nước hơn. Rồi, này hạ xuống. Này hạ lần nữa. Ê, chỗ này có thể có được cái được xong. Mình mới tính âm mưu chỗ này này kiếm kiếm đến 5 5 lá mà không được các bạn. Khó quá. Rồi, 4 bông. Rồi, 4 4 tím. Rồi chơi skill dọc đây. Rồi chơi skill dọc. Giờ đây cái này xuống đây. Rồi cái này chơi qua. Đấy, bây giờ làm sao để kết hợp kiếm được cái 5 lá chỗ đây là ngon nè các bạn. 5 lá chỗ này. Rồi mất 5 lá luôn. Được 4 lá. Đây skill ngang. Đây skill ngang nữa đây. 21 nước. Ráng chơi cho hết các bạn ạ. À. Ráng chơi cho hết nước luôn. Đây cái này xuống. Đây ba lá anh mất rồi. Một bông. Chơi skill ngang đây. Rồi ba lá. Bốn tím. Đây ba bông. Cái chỗ này rất là dễ tạo cái năm nha. Mình đã thấy cái cam có khả năng tạo được cái năm. Giờ làm sao đây? Làm sao để nó rớt xuống cái cam nữa các bạn? Là chúng ta sẽ được cái năm. Rồi, phía dưới không rớt được nữa rồi. Nếu không rớt được nữa rồi. Qua màn mất rồi, không còn đủ thời gian để kịp kịp lấy các bạn. Kịp kịp tạo nước để kiếm được cái năm. Rồi qua màn này thôi thôi. Đây cái năm đây rồi. Ok, lấy luôn. Rồi còn một nước. Ăn cái bông luôn. Ồ, có thêm cái năm lá nữa, khá ngon. Rồi nhưng mà hết nước rồi. Rồi để sau đây ha. À, tập sau thì mình sẽ ráng ráng lấy 50 orb của con Light Titan nha các bạn. Tập sau. Và còn cái sảnh thì chắc là tập sau cũng lấy được 40 orb của con Golden Light luôn nè. Đấy. Tập sau ráng lấy cái này. Sau đó thì không biết có thể lấy được thêm 50 orb của cái này nữa không. Để mình summon ra được cái con Golden Light luôn các bạn. Rồi, cái đó phải chờ đợi khá lâu ha. 40, 40, 20, 20. Ok. Rồi để mình xem thử cái này ha. Cái này thì con Golden Light á. Con Golden. Con Light đi. Đấy các bạn, Golden Light mình mới có 10 orb à. Lấy được 40 orb nữa là mới 50. Rồi tiếp tục phải lấy thêm 50 orb nữa thì chúng ta mới có thể summon được nó. Vấn đề khá khá là nan giải. Ở đây mình recon xong con Gravity rồi nè. Gravity là một con rồng Legend cách 7 nha các bạn. Legend cách 7 mà mình cứ recon để sau này mình up 5 sao. Còn 9 con nữa chưa recon. Mà từ từ mình sẽ tra rồng anh lên level 25 và recon tiếp. Rồi ok. Rồi video đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn.